khi xem phim, đọc sách, nghe đài thì có hành gì? Hành của nó nằm ở trong tất cả những cái hành động. Hành động gì nó cũng là những cái hành tạo nghiệp hết. Xem nghe những cái mà không khởi lên tâm tham sân si thì hành. Mà khởi lên tâm tham sân si là hành bất thiện. Còn mình xem nghe và đọc những cái sách gì mà nó sinh lên cái tâm vô tham vô sân vô si thì nó là hành thiện. Đấy là những cái hành động của mình hàng ngày. Có thể mình xem phim, mình đọc sách, báo, nghe đài cũng là những cái hành động như nhau. Nhưng nó cứ khởi lên tham sân si là bất thiện, là lúc ấy mình đã tạo nghiệp ác. Tạo ác nghiệp, mình phải chờ đợi những cái quả báo khổ đau nó sẽ đến. Còn cũng là cái hành động đấy, nhưng mà nó khởi lên vô tham, vô sân, vô si thì lại là hành thiện. Vậy thì mình phải biết chọn lọc, trong cuộc sống không thể không chọn lọc. Phim gì đáng xem, phim về Phật Pháp, cái sách gì đáng đọc, đó là những kinh điển sách vở Phật Pháp. Còn những cái sách gì không đáng đọc, đó là những cái sách bất thiện bên ngoài. Khi nghe giảng Phật Pháp là hành gì? Nghe với tâm hoan hỷ, có niềm tin, có trí tuệ là hành thiện. Nghe với tâm hoài nghi, chánh pháp thì cho là tà pháp, mà tà pháp thì cho là chánh pháp, thì nó là thành bất thiện. Khi mà mình lao động, mình đi làm việc thì nó là hành gì? Lúc mình đi cấy, đi cày, đi làm các công việc hàng ngày, thổi cơm, nấu nước bên nhà thì nó là hành gì? Trong khi lao động mà khởi lên tâm thiện thì nó là hành thiện. Mà khi lao động mình khởi lên tâm bất thiện, nó cũng là hành bất thiện. Hành động gì khởi lên nếu nhiều tâm, hành động gì sẽ khởi lên nhiều tâm bất thiện, nhiều tâm thiện nhất? Cái hành động gì mà nó khởi lên nhiều cái thiện tâm nhất? Hành thiền nó sẽ khởi lên nhiều cái thiện tâm nhất. Có người hành thiền nó khởi lên được nhiều thiện tâm nhất. Thiện tâm dục giới, khi mà mình chú tâm vào hơi thở này, cái lúc mình chú chánh niệm trên hơi thở một tiếng thì lúc ấy nó khởi lên cái thiện nghiệp liên tục một tiếng. Thì lúc mình chưa đắc thiền, cái lúc mà chưa đắc các tầng thiền thì nó là thiện nghiệp dục giới. Khi nào mình đắc các tầng thiền rồi thì nó là thiện nghiệp sắc giới. Khi nào mình đắc các tầng thiền vô sắc giới, nó là thiện nghiệp vô sắc giới. Khi nào mình tạo được, mình giác ngộ ra được các sự thật thì nó tạo ra thiện nghiệp siêu tam giới. Đều có được khi thực hành thiền. Vậy thì chỉ có người hành thiền mới tạo nên được những cái nhiều cái tâm thiện hành nhất, khởi lên được nhiều cái hành động thiện nhất. Những cái người người ta không biết, người ta mấy người lại ăn suốt ngày chỉ ngồi, không có tạo tác gì cả, không chịu đi làm gì cả. Và người ta nghĩ rằng là bây giờ làm việc thiện là phải đi làm cái việc gì đó nó thực tế, giống như là mình phải đi làm để có nhiều tiền của, để đi bố thí, đi cúng già thì nó mới có công đức, chứ ngồi không vậy thì có công đức không? Thì những cái người đấy, người ta không hiểu được cái mà nó tạo ra công đức, tạo ra cái thiện hay cái ác, nó là do cái tâm chứ nó không phải là do cái hành động. Có thể là cái người đấy có cái hành động đó, là có bố thí, có cái tâm làm việc phước, nhưng mà trong tâm thì lại rất là phiền não, đầy rẫy những cái phiền não, những cái tham sân si, thì nó vẫn không tạo ra cái phước đâu. Thì cái thiện nghiệp của cái người đấy cũng rất là yếu. Mà cái ác nghiệp mà có khi làm phước rất là nhiều mà đến lúc chết có khi vẫn đọa. Bởi vì nó đọa là cái tâm cận tử, tâm một tâm tham nó khởi lên là đọa, một tâm sân, một tâm si nó khởi lên là đọa. Dù vì đó có làm phước bao nhiêu, nhưng tham sân si nó không vì cái làm phước đấy mà nó diệt trừ. Nhưng một cái người ngồi thiền thì nó diệt trừ được tâm tham sân si đấy dễ dàng, nó đè nén được cái tâm ấy dễ dàng. Và đến lúc chết, cái người đấy sẽ sinh về cái cõi lành là chuyện dễ dàng. Vậy thì một cái người làm phước đấy không thể so sánh cái phước bên ngoài, không thể so sánh với lại cái công đức của người thực hành. Người hành thiền được, hành thiền phước rất là lớn. Hành động gì khởi lên nhiều tâm bất thiện nhất? Hành thiền nó khởi lên rất là nhiều tâm thiện nhá. Còn bây giờ mình hành động gì mà nó khởi lên nhiều tâm bất thiện nhất? Khi mình có những hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là những hành động nó khởi lên nhiều tâm bất thiện nhất. Khi lúc mình sát sinh nó chỉ có khởi lên một cái tâm, nó là tâm ác, tâm ác.
tâm muốn 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 giết những cái súc sinh khác, ác ý trộm cắp thì nó khởi lên tâm tham, tà dâm nó khởi lên tâm tham, nói dối thì nó tham sân uống rượu thì là vô tàm vô quý nó khởi lên. Hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì thuộc về hành gì? Hành động thiện nhưng mà tâm bất thiện thì nó để lại cái nghiệp gì? Ví dụ bây giờ mình cho người khác một cái vật gì đó nhưng trong tâm mình thì nó rất là sân. Hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì nó thuộc về hành bất thiện. Mặc dù là cái hành động bên ngoài nó thấy là thiện nhưng cái tâm bất thiện thì cái hành đấy nó vẫn thuộc về hành bất thiện. Hành động thiện nhưng tâm bất thiện. Có hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì thuộc về hành quẩn gì? Có hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì nó thuộc về hành bất thiện. Còn những người có hành động bất thiện nhưng tâm thiện thì nó thuộc về hành gì? Bây giờ hành động thì giống như là bất thiện, hành động bất thiện. Bây giờ thấy cái người mẹ đánh những cái đứa trẻ này, mắng thì trông thì có vẻ là bất thiện, nhưng đấy nó cũng là một cái cách, nhưng lại với một cái tâm thiện. Khi mà cái tâm thiện ấy, thì nó cái hành động đấy nó mình cái hành động bên ngoài nó không có để lại cái nghiệp, mà chính cái tâm nó mới tạo ra nghiệp. Dù là hành động thiện nhưng với cái tâm bất thiện, dù là cái hành động bất thiện nhưng với cái tâm thiện thì nó vẫn để lại cái hành thiện, tức là nó vẫn để lại cái nghiệp thiện. Vậy thì cái nghiệp nó là do tâm chứ nó không phải là do cái hình thức bên ngoài. Cái hình tướng bên ngoài không có thể hiện rõ ra được cái nghiệp, mà là cái tâm nó mới thể hiện rõ được cái nghiệp. Người có hành động thiện và tâm thiện thì thuộc về hành gì? Thì nó thuộc về hành thiện. Người có hành động bất thiện cùng với tâm bất thiện thì thuộc về hành gì? Nó thuộc về hành bất thiện. Người đang làm việc thiện cùng với tâm duy tác thì nó thuộc về hành gì? Người mà đang làm việc thiện với tâm mà duy tác ấy. Ví dụ bây giờ có một cái người mà người ta đang ngủ mê chẳng biết gì, người ta rút tiền là người ta cho người khác, thì lúc đấy nó có để lại thiện nghiệp nghiệp bố thí không? Nên nó nghiệp duy tác thì cái người nó vẫn là cái hành động duy tác. Dù cái người đó giống như đang làm việc thiện, giống như có một đứa trẻ này, có người nào đấy cho nó một cái vật gì đó rất là quý, nên khi nó nhìn thấy người khác nó dơ, nó cho người khác, nó có tạo được thiện nghiệp bố thí không? Nó không biết, nó chẳng hiểu gì về bố thí cả, thì nó là cái tâm của nó là tâm duy tác, thì cái nghiệp đấy nó không để lại nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì là nghiệp duy tác. Người làm việc bất thiện với tâm duy tác thì là hành gì? Việc nghiệp bất thiện với cái tâm không thiện không ác. Cái hành động thì bất thiện nhưng cái tâm không thiện không ác thì nó để lại nghiệp gì? Cái nghiệp này nó cũng là nghiệp hành duy tác, nó cũng là cái nghiệp duy tác không để lại quả. Nhưng một người đang đi đường mình chẳng nhìn thấy cái gì cả, mình đạp chết những con vật dưới thì mình có phải tội không? Nó không phải tội, mình không cố ý không phải tội, nó không để lại cái nghiệp gì hết. Đấy là về hành uẩn. Còn một bài nữa về thức uẩn nữa. Còn một uẩn nữa. Khi mình nói về năm uẩn rồi. Sắc thọ tưởng hành rồi. Chủ nhật tuần sau thì đi vào